chào tất cả quý anh chị nha. Toyota M115 đã về. Đó, bây giờ mình tháo hết ra, rửa, vệ sinh. M115 mới tinh luôn. Tương đối là đẹp nè. Bọc cho bọc ghế rồi lại hết. Trần nổi trên là rất là đẹp rồi. Cửa da nè. Đó, chỉ có là nó bị sơn phủ. Giờ mình đang cho tháo ra hết rồi, bọc rửa lại, bọc trà mịn xuống. Mâm này chắc có thể là sơn bốn cái mâm lại cho nó đẹp và ra mấy ốc này lại. Đó, xúc chén nước được hết, mới vừa xúc xong, sạch sẽ. Giò lốp trước là đẹp nè, lốp sau thì nó hơi mòn răng. Đã về rồi. Đó. Xe cuốc 05 Yaris 135/3 nha. Con này là thủy lực điện, chạy rất là ngon, đang cho bảo dưỡng lại luôn. Kuta 10.570. Đó. 10.570. Con này cũng dọn dẹp rồi lại hết. Anh này nguyên rin nguyên bản, nổ chạy rất là ngon. 7.9-70. Cấu hình xấu, bỏ lâu quá xấu, nhưng mà máy móc là chất lượng ở trên. Về bên trong này thì bữa hôm qua có quay cho mọi người là Isuzu Beat 88 là phẹt 3065 á. Còn này bốn mấy chục bô. Chỉ khác mỗi cầu, có đời 3065 mà cầu trước nó cũng là cầu Isuzu giống vậy luôn nha. Đó, con này gầu xúc là rất là cao, muỗng là rất là bự luôn. Đó, 5950. Kia là Mitsu MT530. Dọn full option. Kuta 10.570 nha. 1570 tem rin đồ đầy đủ hết nè. Đó, mình sẽ rửa ra dọn dẹp lại đẹp hết. Này là Isuzu TA410. Mitsu MT367 chạy nhanh hết nha. Đa phần là sau này mình sẽ chuyển đổi qua chạy nhanh hết. Con này cực kỳ là đẹp luôn nha. Nhìn máy móc nè. Rất là đẹp. Máy chạy một ca mấy giờ. Bốn vỏ rin theo xe. Bốn vỏ. Mâm vỏ rin theo xe hết luôn. Đó, anh em đang tiến hành gấp rút làm cái dàn áo M115 cho nó hoàn thiện. Cái video mà chính hôm nay thì là cái con xe Kuta M5970. Thì hôm trước khách cũng đã chốt cọc với mình rồi. Thì mình đang anh em thầy thợ mới vừa sơn dọn lại bốn cái mâm cho nó đẹp, cũng như là vệ sinh lại cái dàn áo. Thay nhớt nhau thì ngày mai mình sẽ thay nhớt mới hoàn toàn 100% và làm cái máy lạnh lại. Làm những cái dàn máy lạnh lại cho nó mát nha. Vệ sinh từ trên xuống dưới hết. Con này vỏ sau mình đi với vỏ gai móc. Trước là mình đi vỏ Ấn Độ. Cái này là mình đi vỏ rin theo xe nha. Vỏ rin Billiton của Nhật. Rồi vỏ gai móc. Vỏ mới của 6040. Đó, 1232. Còn vỏ trước là mình đi 8324. Bảo dưỡng lại cho anh trai là chiều mai là tiến hành giao cho anh đó nha. Chiều mai đi giao thì là sáng sáng thứ sáu là nhận xe. Đó, em sẽ gọi cho anh để xác nhận rồi bắt đầu là cho giao ra đó, đuôi sới rồi hết. Mình thay mới hết nha nha. Đuôi sới gắn cái đuôi sới vô nữa. Đó, hoàn thiện cho anh khách nha. Anh em đang làm bọc lại cái dàn áo cho nó mịn để mình bọc lại cho nó đẹp nè. Đánh bóng rồi lên thì cho nó lịch sự. Xe thì về liên tục nha mọi người. Rồi, anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ hoặc là để lại số điện thoại, nhắn tin lên Zalo cho mình nha. Đó, con này là siêu VIP luôn. Đùi bọng rồi nè. Đó, chưa bung chưa mở gì hết. Đó, đẹp 2T luôn, lực và 2T, có cái ti nghiêng này nữa.
chả sao xài 16-34 mà nhìn nó lực ghê. 16-34 trước là 11-24, trước là 11-24, sau là 34, nhìn xe nó lực. Bên trong là mình cũng đã rửa ra rồi, rửa này mới rửa sơ xịt qua nước lạnh thôi đó, tháo hết được cái dàn sàn này ra để rửa vệ sinh hết từ trên xuống dưới hết luôn nha. Đó thì nó mới đẹp được. Mở cửa ra cho nó thoáng. Con này cực kỳ luôn nha quý anh chị nha, cực kỳ ạ. Những cái dòng xe mà kiểu như con lai như vậy mọi người thì nó đa phần là cái chất lượng của nó cũng khá là cao, nên là cái nhãn hàng đó người ta muốn bỏ ra một số tiền, bao nhiêu tiền nữa để đặt một cái dòng xe này, ví dụ sản xuất cho tôi 100-200 chiếc hay 1.000-2.000 chiếc gì đó. Nó lấy một cái sơn tôi cái màu xanh giống vậy, nó là dạng bản quyền thôi, còn bản quyền là vẫn thuộc về mặt xay, nhưng mà cái tên cái mác cũng như là cái màu sơn thì của thằng Isaki, cái tên luôn họ đặt, tự đặt tên luôn, nên cái bô lăng nó cũng giống Isaki hơn nè. Đó. Bên trong này mình mới xịt sơ cho nó hết, còn tháo cái dàn trên này ra để mình vệ sinh cái dàn lạnh lại nữa cho nó ngon lạnh hết nha. Đó, từng cái chi tiết nhỏ cũng như là khung gầm ở bên dưới thì mọi người thấy nè, nó có đóng lắc mặt xay hết. Nó rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Máy móc là rin hết, rin nguyên bản của nó hết. Bên này thì là Isaki TA410, con này là tua nhanh vỏ lốp rin theo xe. Con này là chỉ rửa thôi, không sơn dặm, không sơn si gì hết nha mọi người. Gọi là không sơn si gì hết. Con này chỉ mới 900 mấy giờ thôi, không sơn si gì hết mà. Mình rửa sơ mình tính đem vô dọn rửa đánh bóng rồi lại, cũng như là làm mấy cái con ốc con đồ lại cho nó đẹp với lại sơn mâm sơn đồ lại, nhưng mà mình hiện tại mình vẫn để như vậy. Để quý anh chị nào mua thì muốn làm thì mình sẽ làm lại toàn bộ nha. Còn cái con này là nó rin 100%, rin 3 cục, nên là mình để vậy luôn. Chứ nhiều khi mình dọn theo cách của mình thì anh chị kêu sao xe dọn nhiều quá. Đó, những con xe này, con này thì khoảng 195 cành nha, 195 cành. Mitsu 530 kia là 205 cành, con này là 205 cành. Còn Mercedes Isaki BIT88 này thì xong xuôi, dọn dẹp xong xuôi hết, bảo dưỡng nhớt nhau đồ lại toàn bộ hết, cũng như là máy lạnh về ở trên này mình đã tháo rồi, máy lạnh đồ. Ở đây là khung gọt rút của nó thì làm lại toàn bộ thì 3X nha, 3X nhỏ nha, 3X nhỏ là giao ship tặng thôi, 3X nhỏ. Đó, 7970 nè mọi người. 7970. Nó bên ngoài nó cũng bạc 66 vậy đó, thì mình sẽ làm lại cũng như sơn mâm rồi lại rửa sạch sẽ lại, bảo dưỡng lại hết luôn thì nó mới đẹp được nha. Isaki Kuta 10570 cũng vậy. Đó, mấy con này tầm 2X thôi mọi người, 200 mấy chục cành là sở hữu được, máy móc cực kỳ là ngon luôn nha. Đó, rất là đã. Máy móc thì chất lượng tùy thuộc theo cái giá cả nha mọi người. Đó. Rồi, anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em nha, số điện thoại 0966588517. Đó, xe em thì không có nhiều nhưng mà cứ đi là về liên tục, đi là về nha. Đó. 7 giờ đang sửa chữa lại nên là tạm thời nó hơi lâu tí xíu, nên là chưa có thể nào mà nó về ồ ạt được nha quý anh chị nha. Đó.